Những năm tháng đã qua, tập 1, 3 giờ 30 phút thế giới giải trí, 3 giờ 50 phút giai điệu bốn phương. Bây giờ, mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay trên kênh 7. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc TV khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Hôm nay với sự góp mặt của các bé Tích Duy, An Toàn, Vân Phương, Vĩnh Lạc, Bình Phúc, Gia Khanh và Hồ Thu. Tất cả các bé đã có mặt và sẵn sàng tham gia chương trình với chúng ta. Và người dẫn chương trình hôm nay là tôi. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, Chuyện Nhỏ do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Nestle Gấu. Hy vọng Chuyện Nhỏ sẽ mang lại nhiều niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, các bé đã có mặt và sẵn sàng tham gia chương trình với chúng ta. Các bé có thể tạo điều kiện cho các thí sinh ghi điểm hoặc là gây cản trở khó khăn. Bây giờ thì Trương Thanh Bạch xin chào các cháu. Các con hãy có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình, về sở thích, về ước mơ cho mọi người biết nha. Còn các thí sinh lưu ý, qua sở thích ước mơ này cũng sẽ liên quan rất nhiều về vấn đề mà các bé sẽ trả lời sau này. Xin mời các bạn. Con tên là Nguyễn Đức Duy, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là học cầu lông, đi bơi và đi du lịch. Ước mơ của con sau này là được làm thợ may để may đồ cho mọi người. Con tên là An Toàn, năm nay con 8 tuổi. Con cao 1m55, nặng 48kg. Mọi người hay nói con là người đô con nên con rất khỏe mạnh. Sở thích của con là thích chơi bóng chuyền. Sau này con lớn lên, con sẽ làm huấn luyện viên bóng chuyền, dạy mọi người đánh cho thật hay. Con tên là Nguyễn Vân Phương, nay em cao 8 tuổi. Sở thích của con là bơi lội, đi du lịch. Lớn lên sau này của con là làm ca sĩ, hát cho mọi người nghe. Con tên là Lê Chính Lan, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là xem TV, xem chương trình Thế Giới Động Vật và chương trình Em Yêu Khoa Học. Ước mơ sau này của con là sẽ làm nhà du hành để khắp vũ trụ. Con tên là Nguyễn Trần Minh Phúc, con 7 tuổi. Sở thích của con là chơi bạc bi, chơi nấu ăn cùng với em. Ước mơ sau này con sẽ trở thành nha sĩ để nhổ răng cho mọi người hết sâu răng. Con tên là Nguyễn Phạm Gia Khanh, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là đi cho du lịch ở nước châu Âu. Ước mơ sau này của con là làm tiếp viên hàng không để đi du lịch khắp trên thế giới. Con tên là Hồ Thu, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con bơi lội và chạy xe đạp. Vì bơi lội sẽ giúp cho mình cao ra và khỏe khoắn. Còn chạy xe đạp sẽ giúp cho đôi bàn chân của mình nhanh nhẹn và chạy nhanh. Ước mơ sau này của con sẽ được làm họa sĩ và làm cô giáo. Làm họa sĩ, con sẽ vẽ tranh mẹ và tranh cô để tặng mẹ, tặng cô. Rồi, chúng ta vừa đến phần tự giới thiệu của các bé. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Còn bây giờ, chúng ta sẽ gặp gỡ với 3 thí sinh. Thưa quý vị, hôm nay sẽ là 3 nghệ sĩ của lĩnh vực cải lương lần đầu tiên đến với chương trình Chuyện Nhỏ. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ tinh thần cho họ. Chúng ta sẽ gặp gỡ với thành viên đầu tiên của Chuyện Nhỏ lần này, đó là nữ nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh. Xin mời bạn. Chào anh Thanh Bạch. Trinh Trinh xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài của chương trình Chuyện Nhỏ. Trinh Trinh thì gia đình Trinh đã 5 đời theo nghề bộ môn truyền thống nghệ thuật cải lương tuồng cổ Hồ Quảng. Trinh lần đầu tiên Trinh chơi cái chương trình này, rất là mong được sự hiểu biết các ý thích riêng của tất cả các em.
Chào quý vị và các bạn. Và chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ hai. Xin mời nghệ sĩ Thoại Mỹ. Chào anh Thanh Bạch. Thoại Mỹ xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Chuyện Nhỏ. Hôm nay lần đầu tiên mình đến với chương trình Chuyện Nhỏ. Vì mình rất là yêu trẻ con, cho nên mình đến với chương trình này để mình muốn tìm hiểu thêm về thế giới của tuổi thơ. Không biết sao đứng hát thì không có rung, mà sao đứng ở trên đây sao mà hai cái chân nó rung cầm cập vậy. Thoại Mỹ rất mong các bạn ở dưới cổ động dùm cho Thoại Mỹ, vì Thoại Mỹ đến với chương trình này chủ yếu là vui. Chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ ba, đó là nghệ sĩ cải lương Hồng Yến. Xin mời bạn. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả và chào anh Bạch. Mình tên là Hồng Yến, công việc của mình là ngành sân khấu cải lương. Hôm nay mình đến đây tham gia chương trình Chuyện Nhỏ. Và mình đã từng xem trong TV, nhìn mấy em rất là dễ thương, rất thông minh. Và mình hôm nay mình cũng muốn tham gia chương trình để mình tìm hiểu thêm về thế giới của các em như thế nào. Vâng, xin cảm ơn. Và xin quý vị khán giả cổ vũ cùng ba người cùng chơi của mình. Xin cảm ơn các bạn. Và Hồng Yến thân mến, bây giờ không biết là bạn có thể góp vui một bài hát thiếu nhi nào trong chương trình Chuyện Nhỏ được không ạ? Vâng, và bây giờ Hồng Yến và mời chị Thoại Mỹ, mời em Trinh Trinh sẽ cùng giúp vui với quý vị khán giả bài Cả Nhà Thương Nhau. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa lạ như gần nhau là cười. Và dòng thi thứ nhất xin được bắt đầu. Hey. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 1, ba thí sinh của chúng ta sẽ nghe một câu hỏi dành cho các bé. Và hãy đoán xem rằng đa số các bé sẽ trả lời là có hay là không. Thưa quý vị, và cũng như ngày thương binh liệt sĩ, câu hỏi đầu tiên nói về lòng dũng cảm. Câu hỏi như sau: người dũng cảm có bao giờ sợ điều gì hay không? Theo các bạn, đa số các bé sẽ trả lời là có hay là không. Xin mời Trinh Trinh ạ. Theo em nghĩ thì bé sẽ trả lời là không. Thoại Mỹ nghĩ sao với câu hỏi người dũng cảm có bao giờ sợ điều gì hay không? Theo Thoại Mỹ thì đa số các bé sẽ trả lời là không. Và bạn Hồng Yến, bạn nghĩ sao ạ? Dạ, em nghĩ là các bé sẽ trả lời là không. Khi được hỏi người dũng cảm có bao giờ sợ điều gì không, đa số các bé trả lời là không. Chúc mừng ba thí sinh. Và bây giờ là sự lựa chọn các bé trên màn hình. Trinh Trinh có thể chọn bất kỳ bé nào mà mình cảm thấy có cảm tình, cảm thấy gần gũi, giúp mình ghi điểm, dễ trùng khớp ý. Và sẽ có một câu hỏi phụ để giúp bạn đoán thêm tính cách của bé ấy trước khi trả lời câu hỏi chính thức. Xin mời. Dạ, em xin chọn bé Đức Duy. Câu hỏi dành cho Đức Duy như sau: theo Đức Duy, dũng cảm là do tự nhiên hay là do rèn luyện mà có? Duy nghĩ thế nào? Dạ thưa chú, con nghĩ dũng cảm là phải rèn luyện chứ không phải là tự nhiên mà có. Thế bạn Trinh Trinh nghĩ thế nào với câu hỏi là người dũng cảm có bao giờ sợ điều gì hay không, thì bé sẽ trả lời là không hay là có? Theo em nghĩ thì bé sẽ trả lời là không. Duy ơi, theo con người dũng cảm có bao giờ sợ điều gì hay không? Dạ thưa chú, người dũng cảm không bao giờ sợ điều gì, vì người dũng cảm rất là mạnh mẽ. Chúc mừng trùng khớp với bé. Dạ, nếu như mà bé trả lời như vậy thì em nghĩ là bé sẽ nói là có. Minh Phúc ơi, ngày 27 tháng 7 là ngày gì? Dạ thưa chú, thì 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ, thì thầy đã dạy cho con. Chúc mừng trùng khớp với bé. Tiếp tục bằng Thoại Mỹ. Thoại Mỹ xin chọn bé Chính Lan. Câu hỏi dành cho Chính Lan như sau: tại sao chúng ta phải tôn trọng những người thương binh và gia đình liệt sĩ? Dạ thưa chú,
họ chiến đấu vì đất nước chúng ta, họ bị thương cũng vì đất nước chúng ta, nên chúng ta phải yêu thương họ. Các bạn nghĩ thế nào với câu hỏi đã có biết ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ không ạ? Theo tôi Mỹ nghĩ thì bé sẽ trả lời là có. Chính Lan ơi, ngày 27 tháng 7 là ngày gì? Thưa chú, ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ vì ba mẹ đã dạy cho con biết. Chúc mừng trùng khớp đi với bé. Thưa quý vị, và bây giờ thì xin tổng kết số điểm của hai vòng thi. Trải qua hai vòng thi, kết quả như sau. Bạn Trinh Trinh 120 điểm. Bạn Thoại Mỹ 120 điểm. Và bạn Hồng Yến 70 điểm. Như vậy bạn Hồng Yến sẽ chia tay với chúng ta và nhận tiền thưởng là 500.000 đồng và sẽ ra về với một phần quà lưu niệm của Chuyện Nhỏ. Xin được chúc mừng. Chào mừng quý vị đang đến với vòng 3 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, trong vòng 3 chúng ta còn lại 2 thí sinh. Lần này sẽ chọn bé bằng cách bấm bằng phím. Và khi bé dừng lại sẽ có một câu hỏi duy nhất cho tất cả các bé mà thôi. Câu hỏi của vòng 3 như sau. Theo các bạn, bé có biết bài quốc ca của nước ta có tên là gì hay không? Bài quốc ca của nước ta có tên là Tiếng Quân Ca. Nhưng ở lứa tuổi của các bé thì chưa chắc là các bé đã có thể biết. Có bé biết và có bé chưa biết. Bây giờ thì làm thế nào để đoán xem là bé nào biết và bé nào không biết để trùng khớp ý ghi điểm. Bây giờ thì xin mời Trinh Trinh chuẩn bị cho bàn phím của mình. Bé An Toàn có biết bài quốc ca của nước ta còn có tên là gì không ạ? Dạ, theo em nghĩ thì là bé nói là không. An Toàn ơi, An Toàn có biết bài quốc ca của nước ta còn có tên gì không? Dạ thưa chú, bài quốc ca có tên là Quốc ca Việt Nam. Chúc mừng trùng khớp bé. Thoại Mỹ chuẩn bị. Bé Minh Phúc có biết bài quốc ca nước ta có tên là gì không ạ? Theo Thoại Mỹ nghĩ thì bé sẽ trả lời là không. Minh Phúc ơi, Minh Phúc có biết bài quốc ca nước ta có tên là gì không? Dạ thưa chú, bài quốc ca của nước ta còn được gọi là Tiếng Quân Ca. Chưa trùng khớp với bé. Trinh Trinh chuẩn bị. Bé Gia Khanh có biết là bài quốc ca nước ta còn có tên là gì hay không? Bé sẽ trả lời là biết. Gia Khanh ơi, con có biết bài quốc ca nước ta còn có tên gì không? Dạ thưa chú, bài quốc ca còn được gọi là Tiếng Quân Ca vì con xem tivi con biết. Chúc mừng trùng khớp như thế. Thoại Mỹ chuẩn bị. Bé Vân Phương có biết bài quốc ca nước ta có tên là gì không ạ? Theo em thì bé Vân Phương sẽ biết. Bé Vân Phương sẽ trả lời là biết. Vân Phương ơi, con cho mọi người biết là bài quốc ca nước ta còn có tên gì nè. Dạ thưa chú, bài quốc ca còn tên khác là gì con không có biết. Con chỉ biết bài quốc ca thôi. Chưa trùng khớp với bé. Xin mời bạn Trinh Trinh chuẩn bị. Bé Đức Duy có biết bài quốc ca nước ta có tên là gì không? Nãy có rồi không thì bây giờ em trả lời là không. Đức Duy ơi, hãy nói cho mọi người nghe bài quốc ca nước ta còn có tên gì. Dạ thưa chú, con thường hát bài quốc ca vào thứ hai đầu tuần nhưng con không biết nó còn tên gì. Chúc mừng trùng khớp với bé. Bạn Trinh Trinh cực kỳ lo lắng khi bé đã hát bài quốc ca đầu tuần, mỗi tuần đều hát nhưng mà không biết có tên gì. Bạn Thoại Mỹ chuẩn bị. Bé Hồ Thu có biết quốc ca của nước ta còn có tên gì không ạ? Theo em nghĩ thì bé Hồ Thu sẽ biết. Hồ Thu ơi, nói cho mọi người nghe, quốc ca nước ta còn có tên gì? Dạ, bài đó con có học và con nghe mấy anh chị lớp 5 hát
Bài đó tên là Tiếng Quân Ca. Chúc mừng trùng khớp đi đi bé. Thưa quý vị, xin được công bố số điểm sau vòng thi này như sau. Bạn Trinh Trinh 240 điểm. Và bạn Thoại Mỹ 160 điểm. Như vậy bạn Thoại Mỹ sẽ nhận tiền thưởng là 1 triệu đồng và phần quà lưu niệm của Chuyện Nhỏ xin được chúc mừng. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, bạn Trinh Trinh là người may mắn đã chiến thắng bước vào vòng thi đặc biệt. Bạn sẽ có cơ hội lựa chọn 5 bé trong số 7 bé trên màn hình. Mỗi bé sẽ có những câu hỏi khác nhau. Và nếu như trùng khớp ý với bé, số điểm sẽ có thể là từ 50 điểm cho đến 250 điểm. Làm thế nào để cuối cùng cộng lại số điểm của bạn từ 500 điểm trở lên, bạn sẽ là người chiến thắng vòng thi đặc biệt. Trong trường hợp cộng lại không đủ 500 điểm, có nghĩa là bạn đoán nhiều câu mà không trùng khớp ý với bé, thì bạn sẽ nhận tiền thưởng là 3 triệu đồng. Nếu bạn không đạt được 500 điểm, tiền thưởng sẽ là 2 triệu đồng. Còn nếu như bạn đoán từ 500 điểm trở lên, tiền thưởng sẽ là 3 triệu đồng. Xin mời bạn chọn 5 bé. Dạ, em xin chọn bé Đức Duy. Dạ, bé An Toàn. Bé Minh Phúc. Bé Dân Phương. Dạ, cuối cùng là bé Gia Khanh. Chia tay với hai bé còn lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bé Đức Duy. Câu hỏi dành cho Đức Duy như sau. Theo Đức Duy, trẻ em có nên ăn nhiều bánh kẹo hay không? Bạn nghĩ thế nào? Thì em nghĩ là bé sẽ trả lời là không. Đức Duy ơi, trẻ em có nên ăn nhiều bánh kẹo hay không? Dạ thưa chú, con theo con nghĩ trẻ em không nên ăn nhiều bánh kẹo. Vì nếu ăn nhiều bánh kẹo, trẻ em sẽ bị sâu răng. Chúc mừng trùng khớp đi bé. Tiếp tục câu hỏi thứ hai dành cho bé An Toàn như sau. Theo An Toàn, trẻ em có nên xài điện thoại di động hay không? Dạ, theo em nghĩ chắc chắn là bé sẽ trả lời là không. Trước khi An Toàn trả lời, bạn Trinh Trinh hãy cho biết tại sao bạn nghĩ là không ạ?